Phương thủy quang báu màu thanh tịnh, tuần tuần mà nì dành nhau chảy. Các hoa theo sóng đều dao động, đều tấu âm nhạc diễn diệu pháp. Cao báu ở trong sông Hương thủy hiện ra quang minh màu sắc thanh tịnh và luôn luôn tuần ra châu báu mà nì ở trên sông dành nhau tuôn chảy. Lại có đủ thứ hoa thơm tùy theo sóng mà dao động. Ở trong châu báu mà nì và trong các hoa thơm đều diễn tấu diệu âm, tuyên dương diệu pháp. Bột hương trên đàn dài dưới đáy, tất cả báu đẹp cùng pha trộn. Hương tạng chan hòa dài ở trong, phát quang tỏa hương khắp hết thảy. Có hương bột trên đàn dài ở dưới đáy sông để làm đất bùn. Hết thảy tất cả rượu báu cùng pha trộn. Có hương tạng lẫn lộn dài ở trong đó lại phát ra quang rực rỡ và tỏa ra hương thơm khắp hết thảy mọi nơi. Trong sông xuyên ra các báu đẹp, đều phóng quang minh màu rực rỡ. Quang đó bày ảnh thành đài tòa, hòa lọng châu chuỗi đều đầy đủ. Ở trong sông Hương thủy hay sinh ra tất cả báu đẹp đó đều phóng quang minh màu sắc rất rực rỡ. Ở trong quang đó lại bày ra các hình ảnh mà thành tòa sư tử đài hoa sen, lại có hoa báu, lọng báu, châu báu, chuỗi báu vân vân, đủ thứ đều đầy đủ. Trong Mani Vương hiện thân Phật, quang minh chiếu khắp mười phương cõi. Dùng đó làm luân nghiêm sức đất, hương thủy trong suốt thường tràn đầy. Ở trong Mani Vương bóng lại hiện ra pháp thân chư Phật. Những pháp thân đó phóng ra đại quang minh, chiếu khắp mười phương thế giới, dùng đó làm luân trang nghiêm mặt đất. Nước sông hương thủy rất trong suốt tuôn tràn đầy. Mani làm lưới vàng làm chuông, khắp tre sông hương diễn Phật âm, tên nói tất cả Bồ Tát Đạo và diệu hạnh tu của Phổ Hiền. Dùng báu mani để làm lưới, dùng vàng thật để làm chuông khắp tre ở phía trên sông Hương Thủy, lại diễn nói diệu âm của chư Phật, tuyên nói chân lý tất cả bồ đề giác đạo và hạnh môn vi diệu của Bồ Tát Phổ Hiền tu. Bờ báu mani rất thanh tịnh, hàng diễn Như Lai bổn nguyện âm, sở tu của tất cả chư Phật, âm đó khắp diễn đều khiến thấy. Hai bên bờ sông Hương Thủy, dùng mani làm thành rất thanh tịnh. Nước sông tuy là vô tình chúng sinh nhưng cũng biết nói pháp, luôn luôn diễn nói bổn nguyện âm của chư Phật. Hết thảy mười phương ba đời tất cả chư Phật lúc quá khứ tu hành tại nhân địa đều khắp diễn ra bổn nguyện và hạnh môn ở trong âm thanh đó, khiến cho tất cả chúng sinh đều thấy được. Sông đó chảy quanh khắp mọi nơi, Bồ Tát như mây thường vọt lên, đều đến các cõi nước rộng lớn cho đến pháp giới đều đầy khắp. Sông Hương Thủy chảy quanh khắp nơi, có rất nhiều Bồ Tát vọt lên nhiều như mây, đều đi đến các cõi Phật rộng lớn tận hư không biến pháp giới, để vì chúng sinh thuyết pháp, khiến cho chúng sinh gần gũi chư Phật, cung kính cúng dường chư Phật. Châu vườn thành tịnh bùa như mây, che phủ tất cả sông Hương Thủy, châu đó đồng tướng Phật giữa mày, hiển hiện rõ ràng hình chư Phật. Châu vườn thành tịnh dòng bùa ở trong hư không như mây, đều che phủ hết tất cả sông Hương Thủy. Châu vương đó quang minh đồng như tướng hào quang trắng, giữa mày của chư Phật, ở trong hư không. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng, các Phật tử, đất ở giữa các sông Hương Thủy đều dùng đủ thứ bóng đẹp để trang nghiêm. Lúc đó, Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại bảo đại chúng trong hải hội rằng, các vị đệ tử của Phật, ở giữa hai bờ sông của các sông Hương Thủy, đều dùng đủ thứ báu đẹp để trang nghiêm đất đai. Đất ở giữa mỗi sông Hương Thủy, thảy đều có các thứ báu trang nghiêm. Nhiều như số hạt bụi của bốn thiên hạ và phần đà lợi, dài đầy rẫy khắp nơi, lại có các rừng cây báu, số nhiều như hạt bụi bốn thiên hạ, thứ tự hàng lối ngay thẳng trong mỗi cây, luôn hiện ra tất cả các mây trang nghiêm. Báu phường mà nì chiếu soi, có đủ thứ hoa thơm khắp nơi đều đầy rẫy, các cây đó lại vang ra âm thanh vi diệu, diễn nói đại nguyện tu hành của các Như Lai ở trong tất cả kiếp và dài đủ thứ báu vương mani đầy rẫy khắp mặt đất. Giữa sông Hương Thủy đều có các báu trang nghiêm nhiều như số hạt bụi bốn thiên hạ, có hoa sen trắng dài đầy rẫy khắp mặt đất, lại có các rừng cây báu nhiều như số hạt bụi bốn thiên hạ, hàng lối thứ tự ngay thẳng chẳng lộn xộn. Trong mỗi cây báu luôn luôn hiện ra tất cả các mây trang nghiêm, có báu vương mani chiếu sáng, lại có đủ thứ hoa thơm đầy rẫy khắp nơi. Cây báu lại vang ra đủ thứ âm thanh vi diệu, diễn nói các đại nguyện tu hành
của các đức Như Lai ở trong quá khứ vô lượng kiếp và giải đủ thứ báu vương mani đầy rẫy khắp nơi trên mặt đất. Đó là báu vương mani liên hoa luân, báu vương mani mây quang hương diễm, báu vương mani đủ thứ nghiêm sức, báu vương mani hiện ra màu sắc trang nghiêm không thể nghĩ bàn, báu vương mani nhật quang minh y tạng, báu vương mani mây lưới quang minh, dâng bùa khắp hết thảy mười phương, báu vương mani hiện ra tất cả thần thông biến hóa của chư Phật, báu vương mani hiện ra biển nghiệp báu của tất cả chúng sinh. Lại có báu vương mani liên hoa luân, lại có báu vương mani mây quang hương diễm, lại có báu vương mani đủ thứ sự nghiêm sức, lại có báu vương mani hiện ra màu sắc trang nghiêm không thể nghĩ bàn, lại có báu vương mani hiện ra nhật quang minh y tạng, lại có báu vương mani mây lưới quang minh giang bùa khắp hết thảy mười phương, lại có báu vương mani hiện ra tất cả thần thông biến hóa của chư Phật. Có như vậy nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Báu vương mani như vậy có nhiều như số hạt bụi thế giới hải đếm chẳng hết được. Đất ở giữa sông Hương Thủy mỗi mỗi đều đầy đủ sự trang nghiêm như vậy. Đất ở giữa hai bên bờ sông Hương Thủy mỗi mỗi đều đầy đủ sự trang nghiêm như vậy. Có đủ thứ hoa, đủ thứ cây, đủ thứ mây, đủ thứ âm thanh, đủ thứ báu vương mani đều trang nghiêm mặt đất. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói bài kệ rằng: lúc đó Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền, ngài muốn tuyên nói lại nghĩa lý trường hàng ở trên, bèn nương đại oai thần lực của Phật quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương, dùng kệ để nói rõ nghĩa trên. Mặt đất bằng phẳng rất thành tịnh, vàng thật mani cùng nghiêm sức. Các cây thẳng hàng che hết thảy, thân cao che trùm dập như mây. Đất đai của sông Hương Thủy rất bằng phẳng và thanh tịnh, có vàng thật và mani cùng nghiêm sức. Tất cả cây bồ đề hàng lối ngay thẳng che hết thảy, thân cây bồ đề cao che dập đẹp như mây, đặc biệt trang nghiêm. Nhánh cây trang nghiêm bằng báu đẹp, vòng hoa rực rỡ sáng tứ phía, mani làm quả bùa như mây, khắp khiến mười phương đều thấy được. Nhánh cây bồ đề đều trang nghiêm bằng báu đẹp, hết thảy vòng hoa rực rỡ ánh sáng chiếu tứ phía, khắp hết thảy mọi nơi, lại có quả mani răng bùa đẹp như mây, khiến cho hết thảy chúng sinh trong mười phương thế giới đều thấy được cảnh giới này. Mani dài đất đều đầy rẫy, các hoa bột báu cùng trang nghiêm, lại dùng mani làm cung điện, đều hiện các hình bóng chúng sinh. Có báu mani dài đầy rẫy khắp mặt đất, có tất cả hoa quý và tất cả bột báu cùng trang nghiêm, lại dùng mani làm cung điện, đều hiện ra tất cả hình bóng của chúng sinh. Trong mani hiện hình chư Phật, khắp dài mặt đất, khắp mọi nơi, vì lực như vậy khắp mười phương, trong mỗi hạt bụi đều thấy Phật. Trong mani vương hiện ra hình bóng chư Phật, khắp dài ở trên mặt đất, chẳng có chỗ nào mà chẳng có. Hình bóng chư Phật như vậy, rất có uy lực khắp trong mười phương, trong mỗi hạt bụi, đều thấy chư Phật ở trong đó chuyển bánh ra pháp giáo hóa chúng sinh. Báu đẹp trang nghiêm khéo phân bố, đèn lưới chân châu cùng tô điểm, nơi nơi đều có mani luân, mỗi mỗi đều hiện Phật thần thông. Tất cả báu đẹp, tất cả sự trang nghiêm, khéo phân bố giữa hai bên bờ sông, dùng trân châu làm đèn lưới, có năm quang mười màu cùng tô điểm, nơi nơi đều có luân báu mani, trong mỗi luân báu mani đều hiển hiện thần thông rộng lớn của chư Phật. Các báu trang nghiêm phóng đại quang, trong quang khắp hiện các hóa Phật, mỗi mỗi đi đến khắp hết thảy, đều dùng mười lực rộng khai diễn, hết thảy các báu trang nghiêm sông Hương Thủy đều phóng đại quang minh, và trong quang minh lại khắp hiện ra vô lượng hóa Phật. Mỗi một hóa Phật đều đi đến mười phương khắp hết thảy, cảnh giới đó do mười lực của Phật khai diễn. Mani báu đẹp, hoa sen trắng, tất cả đều đầy rẫy trong nước. Hoa đó đủ thứ đều khác nhau, đều hiện quang minh chẳng ngừng nghỉ. Tất cả mani báu đẹp và tất cả hoa sen trắng, tất cả đều ở trong nước, đều đầy rẫy khắp hết thảy. Hoa đó có đủ thứ quang minh màu sắc đều khác nhau, quang minh hiện ra chẳng có lúc nào ngừng nghỉ. Hết thảy sự trang nghiêm ba đời đều hiển hiện trong quả mani, thể tánh chẳng sinh chẳng thủ lấy, đó là Như Lai tự tại lực.
Hết thảy sự trang nghiêm của tất cả chư Phật trong mười phương ba đời đều hiện hiện ra ở trong quả mani, thể tánh chẳng sinh chẳng diệt, cho nên chẳng nắm bắt đặng. Đó là do thần được tự tại của chư Phật mà thành tựu. Tất cả trang nghiêm trong đất đó đều hiện thân Như Lai rộng lớn, thần đó chẳng đến cũng chẳng đi, nguyện xưa của Phật đều khiến thấy. Đất ở giữa hai bờ sông Hương Thủy, hết thảy tất cả sự trang nghiêm đều hiện ra pháp thân rộng lớn của chư Phật. Pháp thân đó vô tại, vô bất tại, chẳng đến cũng chẳng đi. Đây là nguyên nhân gì? Đó là nguyện lực của chư Phật phát ra từ thuở xa xưa, khiến cho chúng sinh đều thấy được. Trong mỗi hạt bụi của đất đó, đạo tất cả Phật tử tu hành đều thấy cõi thọ ký đương lai, tùy ý họ thích đều thanh tịnh. Trong mỗi hạt bụi, trong thế giới hải hoa tạng trang nghiêm, có tất cả đệ tử của Phật đều ở trong đó tu đạo Bồ Đề. Mỗi đệ tử của Phật đều được Phật thọ ký cõi nước, đương lai tên là gì, danh hiệu Phật là gì. Tùy theo sự phát nguyện, sự tu hành, sự ưa thích của đệ tử Phật đều khiến cho thành tịnh mãn nguyện. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng, các Phật tử, thế giới hải của chư Phật Thế Tôn có các sự trang nghiêm không thể nghĩ bàn. Tại sao các Phật tử, tất cả cảnh giới của thế giới hải hòa tạng trang nghiêm này, mỗi mỗi cảnh giới đều dùng công đức thanh tịnh trang nghiêm nhiều như số hạt bụi thế giới hải? Lúc đó, Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại bảo đại chúng trong hải hội rằng, các vị đệ tử của Phật, tất cả chư Phật Thế Tôn trong mười phương ba đời trong thế giới hải của mỗi vị Phật, hết thảy sự trang nghiêm đều không thể nghĩ bàn. Vì sao? Các vị đệ tử của Phật, hết thảy cảnh giới trong thế giới hải hoa tạng trang nghiêm đều dùng công đức thanh tịnh trang nghiêm nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói bài kệ rằng: Lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền muốn diễn nói lại nghĩa lý trường hàng ở trên, bèn nương đại oai thần lực của Phật quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương, dùng kệ để nói rõ nghĩa trên. Khắp mọi nơi trong biển cõi đó đều dùng các báu làm nghiêm sức, tỏa sáng trên không buổi như mây, quang minh trong suốt thường che phủ. Trong thế giới hải hoa tạng trang nghiêm đó, hết thảy mọi nơi đều dùng các báu để nghiêm sức, báu đó tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng không trung, rằng buổi như mây, ánh sáng trong suốt như lưu ly, thường che phủ phía trên. Mani tuần mây vô cùng tận, hình Phật mười phương hiện trong đó, thần thông biến hóa chẳng tạm ngừng, tất cả Bồ Tát vân tập đến. Báu mani đó tuần ra mây quang minh chẳng cùng tận, hình ảnh chư Phật trong mười phương đều hiện ra trong mây quang minh, thần thông biến hóa của chư Phật chẳng ngừng nghỉ, luôn luôn đều là cảnh giới không thể nghĩ bàn, hết thảy tất cả các đại Bồ Tát đều vân tập đến. Tất cả mani diễn Phật âm, âm đó mỹ diệu không nghĩ bàn, tỷ lô giá na xưa tu hành, ở trong báu đó luôn nghe thấy. Hết thảy tất cả diệu báu mani, hay diễn nói diệu âm của chư Phật, âm thanh đó rất mỹ diệu không thể nghĩ bàn, đó là hạnh môn tu hành thổ xưa của Phật tỷ lô giá na. Ở trong báu đó luôn luôn nghe âm thanh của chư Phật, luôn luôn thấy hình bóng của chư Phật. Quang minh thành tịnh chiếu hết thảy, trong đủ trang nghiêm đều hiện hình, biến hóa phần thần chúng vây quanh, tất cả biển cõi đều biến khắp. Pháp thần của Phật là thanh tịnh quang minh chiếu khắp tất cả mọi nơi, và trong mỗi thứ đủ trang nghiêm đều hiện ra hình bóng của chư Phật. Biến hóa phần thần của Phật cũng có đại chúng hải hội vây quanh gần gũi cúng dường. Chẳng những một thế giới có tình hình như vậy, mà hết thảy thế giới đều có tình hình như vậy, cho nên nói tất cả biển cõi đều đến khắp. Hết thảy hóa Phật đều như huyễn, tìm cầu nơi đến không thể được. Nhờ Phật cảnh giới uy thần lực, trong tất cả cõi hiện như vậy, hết thảy Phật biến hóa đều như huyễn hóa, tìm cầu nơi đến chẳng thể được. Vì nhờ cảnh giới đại uy thần lực của Phật, cho nên ở trong tất cả cõi đều hiện ra cảnh giới như vậy. Việc thần thông tự tại của Phật đều khắp mười phương các cõi nước, dùng biển cõi đó tịnh trang nghiêm, tất cả đều thấy ở trong bóng. Tất cả chư Phật đều có việc thần thông tự tại, một nhiều tự tại, xa gần tự tại, lớn nhỏ tự tại, nhân ngã tự tại, tóm lại tất cả hết thảy đều tự tại.
Ở trong một phương cõi nước có thể đến khắp 10 phương cõi nước. Tuy khắp 10 phương cõi nước nhưng chưa từng lìa khỏi một phương cõi nước. Dùng biển cõi đó tịnh trang nghiêm, tất cả đều hiện ra ở trong các báu, khiến cho chúng sinh đều thấy được. 10 phương hết thảy các biến hóa, tất cả đều như hình trong gương, đều do Như Lai xưa tu hành, thần thông nguyện lực mà sinh ra. 10 phương hết thảy tất cả sự biến hóa, giống như hình bóng hiện ra ở trong gương, đó đều là do công đức của Phật tu hành trong quá khứ, cho nên Phật đắc được sức thần thông, cảnh giới đó là do sức thần thông tự tại và sức đại nguyện sinh ra. Nếu ai hay tu hạnh phổ hiền vào được biển trí của Bồ Tát, hay ở trong tất cả hạt bụi, khắp hiện thân hình tịnh các cõi. Nếu như có người tu hành pháp môn hạnh nguyện phổ hiền, thì vào được biển trí huệ thù thắng của Phật,